Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2021, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin test một chiếc âm ni Đờ Nông có modem 1010D đẹp xuất sắc để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Và sản phẩm tiếp theo là một chiếc máy hút ẩm của hãng Hitachi. Chiếc này thì được sử dụng điện 220V và có dung tích hút là 20 lít trên một ngày. Sản phẩm tiếp theo nữa thì cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh xin gửi hai bộ dây AV cho anh khách hàng có địa chỉ đã đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh đang phối ghép một chiếc âm ni Đờ Nông 1010D và một chiếc đầu Đờ Nông 1650GL và một cặp loa Bose 501 Series 4. Vâng, sản phẩm thì vẫn theo như clip hàng ngày, cửa hàng thông báo những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh. Trước tiên thì cửa hàng cũng đã trưng bày để quý vị và các bạn có thể được chiêm ngưỡng một lần cuối cùng khi sản phẩm được test gửi khách hàng trên mọi miền Tổ quốc có nhu cầu mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Và trong thời gian gần đây thì cửa hàng cũng đã được nhận rất nhiều đơn của khách hàng quan tâm và ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2021, thì trong ngày mai là ngày 2 tháng 3 năm 2021, thì hết ngày mai thì bên khu vực Chí Linh đã dỡ bỏ giãn cách toàn thành phố. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mà trong đợt tới có muốn sở hữu sản phẩm gì thì có thể về trực tiếp cửa hàng. Nhưng theo như cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh thì xin quý khách hàng có thể nuôi lại 1 đến 1 tuần sau thì các bác có thể về trực tiếp cửa hàng để mua sắm các thiết bị cho nó an toàn và chắc chắn hơn. Với thiết bị audio bên cửa hàng thì khách hàng về trực tiếp cửa hàng cũng vậy mà khách hàng ở xa cũng vậy thì đều là những sản phẩm cô chủ shop đã lựa chọn rất là kỹ rồi. Chỉ cần quý khách hàng chốt đơn thì tất cả những sản phẩm sẽ tới tay quý khách hàng mà quý khách hàng phải ưng ý thì đấy mới là thành công của cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh. Vâng, và cửa hàng cũng xin lưu ý một số vấn đề về dùng những sản phẩm audio trong mùa lùm ẩm này. Thì quý khách hàng có thể sử dụng và cắm điện những thiết bị audio để cho khỏi ẩm thấp với tất cả các thiết bị mà nhà mình đang có nhé. Vâng, điển hình thì các bác có thể, có những bác khách hàng chưa có những chiếc máy hút ẩm trong thời gian này thì các bác có thể tự sấy sản phẩm qua hình thức như là các bác có thể dùng sản phẩm của mình thường xuyên để cho nó nóng máy lên. Vâng, và trong clip này thì cũng có hơi ồn một chút nhưng cửa hàng đang sử dụng 4 chiếc máy hút ẩm trong không gian này. Vâng, đây là một chiếc cửa hàng cũng đang sử dụng đây. Và phía sau cặp loa JBL4344 cửa hàng cũng đang dùng một chiếc và phía sau nữa một chiếc. Vâng, và một chiếc mang mã số 73 cửa hàng cũng đang test đây. Vâng, vừa cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh cũng đã đầy bình và đổ nước đi rồi. Vậy trong một không gian này cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh đang sử dụng 4 chiếc thì cực kỳ là khô luôn. Nhà cực kỳ là khô và thơm tho luôn nhé. Tất cả các sản phẩm audio không cần phải lau chùi về những ngày này, nó không có bị ẩm thấp và không bị mốc. Vâng, vậy bên cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh thì còn rất nhiều các thiết bị như những chiếc máy hút ẩm, lọc khí, sấy quần áo thì bên cửa hàng đang sẵn hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những sản phẩm gì thì có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh nhé. Vâng, đây là một chiếc máy sáp cửa hàng cũng đang sử dụng luôn đây. Vâng, để đảm bảo với tất cả thiết bị nghe nhạc cũng như thiết bị karaoke và những đồ dùng trong gia đình của mình thì quý khách hàng nên sử dụng mỗi tầng một chiếc máy hút ẩm thì có thể là cho căn nhà của mình khô thoáng, sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh hơn rất nhiều. Vì mùa này rất ẩm thấp nên quý khách hàng hãy lựa chọn và nhanh tay mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Bên cửa hàng thì còn rất nhiều các sản phẩm nhé. Vâng, những sản phẩm của ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2021, cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh xin gửi những thiết bị như sau cho khách hàng của mình. Sản phẩm là hai sợi dây AV, cửa hàng xin gửi tiếp cho anh Nguyễn có địa chỉ tại 222 Mai Thúc Loan, Nghĩa Hương, Cửa Lò, Nghệ An. Vâng, sản phẩm của anh thì cửa hàng cũng đã gửi đi rồi.
và do băng về chậm trễ nên cửa hàng sẽ gửi cùng với sợi dây này cho anh 2 sợi dây giá 1.200.000 đồng một bộ dây AV. Sản phẩm tiếp theo là một chiếc Omni The Nông 1010D được thiết kế hồi gỗ chỉ vàng. Chiếc này thì đẹp mỹ mãn luôn, không có điểm chê về sản phẩm này. Giá thì cũng khá là cao, dưới 27 triệu. Xin gửi cho anh Bùi Văn Long, anh có địa chỉ tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Anh đặt một chiếc 1010D, anh cũng đã chuyển khoản đặt hàng rồi. Và cửa hàng sẽ đang test hàng cho anh đây. Vâng, đặc biệt hơn thì chiếc The Nông 1010D này có cả đường quang để quý vị và các bạn có thể kết nối nghe nhạc mạng. Giải mã. Tiếp theo thì sản phẩm nữa, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Gia Lộc, Hải Dương. Cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh xin gửi cho anh Phạm Văn Vụ. Anh có địa chỉ tại khu Thành Đông, Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương. Anh đặt một chiếc máy hút ẩm Hitachi. Chiếc máy hút ẩm Hitachi này thì có dung tích hút là 20 lít trên một ngày và được chạy điện 220V, rất dễ sử dụng với sản phẩm này. 1010D thì quá đẹp rồi. Vâng, cửa hàng cũng đã test qua và cũng đã bình cũng đã có nước rồi nhá. Khi bình nước đầy thì chiếc máy này nó sẽ tự ngắt bởi vì nó có phao đây này. Trên một ngày và được chạy điện 220V, rất dễ sử dụng. Vâng, vậy quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Vâng, cửa hàng sẽ test một đoạn ca khúc cho quý vị và các bạn nghe thử chất âm của sản phẩm. Tư giáo tạ tư gian nan, thôi dạ anh màu áo lan phù. Các anh vẫn miệt mài vui đời trai chiến đấu, tôi không quên nguyện cầu cho bạn bè hợp nhau. Ngày tháng qua mau, ba năm rời tay xuống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.